Đây là cái hoa poppy. Hoa poppy màu đỏ này rất là đẹp. Nó giống như là hoa giả vậy đó. Nó nhìn giống hơi hoa giấy lắm. Nó chỉ nở một ngày thôi. Tới buổi chiều là nó tàn. Nhìn rất là màu đậm mà nhìn sang trọng. Hoa này rất là dễ trồng. Cái hạt của nó tới đầu mùa hè là nó tự lên. Lá mỏng lắm, rồi vô là nó bị dập liền. Nó có nhiều màu, nó có hồng phấn rồi trắng rồi vàng. Màu đỏ này rất rất đẹp luôn. Quá đẹp. Đây là cái màu mình thích nhất. Và đây là cái hoa màu xanh. Hoa màu xanh này cũng đẹp. Hoa màu xanh này nó cũng là đầu mùa hè nó nở. Dễ trồng lắm. Nó là dòng họ của hoa sao nhái. Đây là cái nụ của hoa poppy. Còn đây á là cái trắng trắng là hành. Đây là cái hoa poppy nó tàn. Đó, nở thêm cái nữa, rất đẹp. Với cả con ong nó đang hút mật của ong. Thêm một cái nữa. Hoa đến bên đây cũng đẹp luôn. Đây chính là hoa tầng ô.